Được chưa em? Xin chào các bạn. Salon ô tô Hà Nội 1 vừa mới về một số mẫu xe. Tôi xin giới thiệu với các bạn một chút. Tôi là Trịnh Văn Hùng, là chủ Salon ô tô Hà Nội 1, địa chỉ số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hiện nay chúng tôi đã về một cái số chủng loại mẫu xe mới. Tôi tiếp tục lại lên hình cho tất cả mọi quý vị được xem. Đó là tôi giới thiệu một chiếc mẫu xe phiên bản hiện nay đang là nổi trội ở trên thế giới. Đó là một mẫu xe của thương hiệu hãng Lexus. Phiên bản này là phiên bản sản xuất năm 2018, được lăn bánh đầu tiên của năm 2019. Đây là một mẫu xe, đây là RX300. Tôi giới thiệu qua tổng thành của chiếc xe. Phiên bản đầu tiên tôi giới thiệu đó là một cái mẫu đầu xe là được thiết kế nhìn thấy ngay, các bạn đã thấy là một cái đèn, hệ thống đèn LED ba bóng trông rất là sang trọng và đẹp. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy đấy là một cái thương hiệu gắn ngay tại đầu của Lexus, và cái lưới tản nhiệt mặt ga lăng được xếp từng bậc trông rất là đẹp, và một cái đường bo theo hình viền chữ X này được mạ chrome trông rất là sáng và trang trọng. Với hệ thống đèn, có hệ thống rửa đèn pha và đèn gầm để vào những các góc cua lái. Tôi xin giới thiệu với bạn một chút nữa là về phần hông xe và phần đuôi xe, về sườn xe. Các bạn nhìn thấy có cái hệ thống bậc lên xuống trông rất là gọn khi chúng ta đóng cánh cửa vào. Và đây là một cái chiếc gương có xi nhan gương và có mặt gương được là thiết kế là chống chói. Xin giới thiệu với các bạn chút nữa là về phần đuôi xe. Về phần đuôi xe này chúng ta thấy được là cái gì? Là trông rất là được hài hòa với lại cái đầu xe, vì cái phiên bản này là được người thiết kế đưa ra về đầu và đuôi là trông nó rất là phù hợp và hài hòa với nhau. Với hệ thống đèn xi nhan, đèn chạy, chúng ta nhìn thấy ra trông nó rất là phù hợp và rất là đẹp. Tôi giới thiệu nốt nữa là về phần nội thất xe, phần ngoại thất xe rồi. Phiên bản này chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, trong phần nội thất nhìn thấy là một hàng ghế da màu da bò, và có một cái hệ thống điều hòa vùng ba vừa hai vùng độc lập. Phần ghế sau được điều khiển bằng ghế điện. Xin giới thiệu với các bạn đây là về phần ghế sau. Về phần ghế trước các bạn sẽ nhìn thấy được ngay, nhìn thấy đập vào mắt chúng ta đấy là một chiếc vô lăng được thiết kế trông rất là trang nhã và đẹp. Có rất nhiều các cái núm điều khiển tích hợp ở trên toàn bộ vô lăng đây. Với chiếc màn hình rất là to và đặt ở một cái vị trí để cho cái sự quan sát về phía trước rất là gọn gàng. Chiếc màn hình này có tác dụng là gì? Có chỉ dẫn đường định vị GPS, rồi có những các cái trung tâm giải trí vui chơi. Rất là hay để chúng ta có thể là những cái lúc mà rảnh rỗi có thể là ngồi xem, nghỉ ngơi ở tại xe và ra giải trí. Và tiếp theo là nhìn thấy ở các cái cánh cửa là có các cái nút bấm kia, đó là các cái nhớ vị trí ghế ba vùng như vị trí. Phần ghế điện đây là có những các cái tính năng này để điều chỉnh ghế điện này. Về cái phần cánh cửa ở phía đây chúng ta nhìn thấy này, với cái hệ thống loa âm thanh rất là hay, và hệ thống đèn chúng ta nhìn thấy là hệ thống đèn tự động. Đầu đặc biệt nữa là tôi xin giới thiệu với các bạn, chiếc xe này mới lăn bánh có 2.8 km, được chủ rất là giữ gìn, với cái dàn lốp xe thì vẫn còn nguyên theo đúng đời luôn, được sản xuất năm 2018. Xin giới thiệu với các bạn chiếc mẫu xe này hiện nay đang chào bán ở tại cửa hàng, đó là 3.080.000.000. Rất mong được quý vị và các bạn được thông tin này và được quan tâm đến các cái dòng này. Mời các bạn sẽ qua để xem chiếc xe trên này và được chạy thử và được trải nghiệm xem nó thấy được một cái thương hiệu hãng Lexus nó như thế nào. Rất trân trọng kính mời các bạn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn xem nó một mẫu xe thứ hai, đó là một chiếc BMW X1. Chiếc xe này được sản xuất cũng năm 2018 và lăn bánh đầu tiên là năm 2019. Chiếc xe này cũng đi rất là ít km. Chiếc đầu tiên tôi giới thiệu đấy là phần vỏ về xe. Các bạn nhìn thấy đây là một chiếc xe được trông thiết kế rất là trang nhã, với cái hệ thống đèn và
với cái hệ thống mặt ga lăng trông rất hầm hố và thể thao với phong cách rất là trẻ trung. Xin giới thiệu các bạn một chút, chúng ta hãy quay xung quanh ở phần xe, các bạn sẽ nhìn thấy. Đây cũng là một cái chiếc gương hầu như là đã được thiết kế với các mẫu xe là cũng đều có xi nhan cái gương và gương được chống chói. Phần giới thiệu với các bạn một chút nữa là về phần đuôi xe. Chiếc phiên bản này là một phiên bản xe dạng xe SUV. Nên các bạn nhìn thấy đây một chiếc đuôi xe trông rất là phong cách, tổng thể thiết kế trông rất là hài hòa. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn về phần nội thất của xe. Ôi, mở ra chúng ta nhìn thấy rất là tuyệt vời. Đấy là một cái thiết kế màu sáng. Trông các bạn nhìn xem chiếc ghế da rất là đẹp, rất là trông sáng đẹp và được ít người ngồi, rất ít người ngồi vì xe này gần như không có người ngồi ghế sau. Trông rất là đẹp luôn. Thế với hệ thống điều hòa, chúng ta đã thấy được là xe này nó cũng có hệ thống hai vùng điều hòa để độc lập. Về phần phía trước, đầu tiên ta kể đến là cái hệ thống lái dành cho những người thích đi đường dài, đường tốc độ. Phải nói BMW là tuyệt vời về cái hệ thống lái rất là ôm cua và cái tay lái này nó rất là bám đường và thích vào đường cua, là dòng phải nói đến là BMW. Đấy là hãng thương hiệu về cái dường sành điệu về đi trên đường. Tiếp theo tôi chỉ dẫn thêm cho các bạn biết thêm đó là chiếc màn hình trung tâm để được có xem camera và quan sát và có định vị chỉ đường. Với cái cần số của BMW nó khác hẳn nha các bạn nhé, với lại các cái mẫu xe khác. Chiếc thiết kế trông rất là đẹp hài hòa, có phanh điện tử rồi chống đổ đèo trơn trượt và hệ thống điều hòa ba vùng, hai vùng độc lập với cái hệ thống đèn điều khiển tự động này, rồi chế độ gạt mưa tự động và có cái hệ thống điều khiển điện của ghế lái và ghế phụ. Chiếc xe này tôi xin giới thiệu với các bạn hiện nay đang chào bán ở tại cửa hàng Salon ô tô Hà Nội 1 với cái giá là 1.650.000.000. Các bạn có thể quan tâm qua đó Salon có thể được đi thử và được chiêm ngưỡng chiếc xe này với cái giá cả chúng tôi có thể thương lượng với các bạn rất là một chút ít nữa thôi là chúng ta có thể là chốt được. Rất mong mong các bạn để được qua để tìm hiểu về chiếc xe trên. Tôi xin giới thiệu với các bạn tiếp theo, đấy là một mẫu nữa. Đó là mẫu thương hiệu của Toyota. Từ trước đến giờ thì mọi người vẫn nói là Toyota thần thánh. Đây là một phiên bản mẫu xe SUV 7 chỗ với thương hiệu là Fortuner. Phiên bản AT máy dầu một cầu. Phiên bản này được sản xuất năm 2020. Với đã là cái mẫu mới rồi nha các bạn. Nhìn thấy cái mẫu mới là khác ngay. Chiếc đèn bi rất là đẹp. Và cái lưới mặt ga lăng nó là một cái kiểu dáng của 2000, đầu của 2020, vẫn là form cũ nha. Còn đây đã là form mới rồi. Chiếc xe này là đã biển tỉnh, chúng tôi chuẩn bị sẽ rút hồ sơ. Xin giới thiệu với các bạn một chút nữa. Được quay về đây, đây cũng đã là một cái hệ thống gương và là hệ thống gương đã có xi nhan trên gương. Về tổng thành về phần đầu và phần đuôi thì thường thường là cũng là đã thấy, các bạn nhìn thấy cái hệ thống đèn thì nó rất phù hợp với lại cái đèn phía đằng trước. Chúng ta nhìn thấy cấu thành của một cái xe trông rất là tuyệt vời, trông rất là thể thao và lịch lãm. Xin giới thiệu với các bạn một chút nữa là phần nội thất. Ồ, đây trông đúng như kiểu là một con thể hiện đây là một con báo đen. Vỏ đen rồi và bây giờ trong ruột cũng đen luôn. Đấy là phần vỏ, là phần ngoại thất và phần nội thất đều chúng ta nhìn thấy là đều là màu đen. Chiếc ghế da được mới sử dụng nên rất ít người ngồi, vẫn còn căng đét. Đây bạn hãy quay vào đây cho chúng tôi cảm thấy được là chiếc xe này là có một cái vô lăng này, đã có rất nhiều các cái nút tích hợp ở trên vô lăng và có số thể thao đây rồi. Và giới thiệu nữa các bạn, đây nhìn thấy đây, đây là một cái cần số rất là mới và có cái màn hình và có cái chế độ đèn cũng là tự động rồi, gạt mưa chế độ tự động và ghế điện. Đây các bạn hãy nhìn. Chiếc xe này nếu mà để nói về gì là về trên đường đi, về đường trường và địa hình thì phải nói là khẳng định là Fortuner thần thánh.
đặc biệt nữa rất quan tâm chúng tôi là chiếc xe này mà sử dụng đi đường dài hoặc là những đường trường khó đi thì cực kỳ ít nhiên liệu luôn. Đấy là phiên bản máy dầu 100 cây chỉ khoảng độ 6 lít rưỡi dầu thôi nhá các bạn nhá. Xin trân trọng các bạn giới thiệu qua các bạn sẽ qua cửa hàng để được chiêm ngưỡng chiếc xe này. Và hiện nay chiếc xe này tôi xin được chào bán với các bạn là 1 tỷ 090 triệu tại cửa hàng Salon ô tô Hà Nội 1. Rất trân trọng mời các bạn có thể được qua xem. Tiếp theo tôi lại giới thiệu với các bạn, đây là một phiên bản mẫu Mercedes. Chiếc Mercedes này là chiếc Mercedes Mercedes E250 được sản xuất năm 2012, phiên bản AMG. Các bạn nhìn thấy chưa, đây là một chiếc xe màu trắng nhìn rất là trang nhã, với cái hệ thống gạ mặt ga lăng được mạ chrome kín luôn hết, và có một cái hệ thống đèn bi đèn liếc, chúng ta nhìn thấy rất là tuyệt vời, trông rất là sang trọng và phong cách. Tôi xin giới thiệu một bạn luôn đi một vòng để xem hình dáng của chiếc xe này. Các bạn nhìn nhá, về xung quanh xe thì đều có một cái nẹp mạ chrome, và trên cái kính đây là nẹp bằng inox. Về phiên bản này, về đuôi xe chúng ta nhìn thấy cũng rất là đẹp, trông rất là hài hòa phong cách. Thật ra là rất là nhìn là vừa sang trọng và vừa quý phái. À nhưng mà giới thiệu một chút nữa là với các bạn là như này, chiếc xe này nó khác hẳn với lại cái phiên bản 2011 hoặc là đầu 12, là có thể là hai bô nhưng mà là hai bô tròn hoặc là một bô, nhưng phiên bản này đã là được hai bô vuông rồi và có cửa nóc nhá. Điều đặc biệt hơn vì cái model này là nó sẽ có cả phiên bản là hai bô vuông, hai bô tròn hoặc là một bô tròn. Đấy là nó chưa đủ để có một cái bản chót như thế này, vì nó đã nâng lên là bản hai bô vuông và có cửa nóc. Đây là phần ghế da màu kem. Đặc biệt là như này, chiếc xe này là có cái chắn nắng, cái lưới chắn nắng này, hai bên cửa phụ và đằng cái kính cửa sau là rèm chắn nắng tự động. Đấy các bạn nhìn đấy, ghế da đã thể hiện ghế da zin theo xe, rất là còn mới, và cái trần xe là cái trần nỉ rất còn mới và trang nhã. Đây các bạn xem phần vô lăng, đây các bạn nhìn, đây là một chiếc vô lăng rất là đẹp luôn, số thể thao rồi. Cần số đặc biệt hơn là dòng so các dòng khác, đấy là số ở trên vô lăng các bạn nhìn, và cũng có các màn hình và có hệ thống điều hòa tự động và các cái nút nhớ ghế vị trí đa hướng. Xin giới thiệu với các bạn, chiếc xe này hiện nay đang chào bán ở tại cửa hàng là giá 685 triệu. Rất mong muốn để các bạn quan tâm đến dòng xe này với một cái giá như đó, để được sử dụng một cái dòng thương hiệu như này thì tôi cũng nên chọn, chứ không phải nên chọn cái xe Altis. Nếu mà để nuôi các bạn mua một cái xe Altis tuy có thể là đời mới hơn, là nhưng mà để nói không thể nói là bằng cái dòng thương hiệu, hoặc là chúng ta thử đi chúng ta sẽ biết. Mà đặc biệt bây giờ cái dòng xe Mercedes, nếu mà để nói là gì, là phần chi phí bảo dưỡng bảo trì định kỳ nó không tốn kém như những trước đây các bạn tưởng đâu nhá. Xin trân trọng các bạn có thể các bạn qua cửa hàng để nắm bắt được về chiếc xe. Tiếp theo tôi giới thiệu với các bạn, đây là một mẫu xe Range Rover. Tôi giới thiệu qua một chút, chiếc Range Rover này là bản HSE được sản xuất năm 2015. Chiếc xe này cũng hiện nay đang chào với là tầm 3 tỷ 950 triệu tại cửa hàng chúng tôi. Cái chiếc xe này tôi đang cái chìa khóa tôi đang để ở trong két nên là chưa quên mất, chưa kịp lấy ra để tôi thay cho các bạn xem. Bây giờ tôi qua cái bên ngoài cho các bạn xem bên vòng bên ngoài thôi. Vì thời lượng nó cũng có lượng có thời lượng nó có hạn, tôi xin giới thiệu các bạn đây là một cái mẫu Ford EcoSport được sản xuất năm 2018. Tôi xin giới thiệu với các bạn chiếc xe này, rất là nhìn là phong cách, là các bạn nhìn rồi, trông rất là đẹp với lại cái mẫu xe SUV nhỏ. Chiếc xe này hiện nay đang chào bán là 495 triệu. Tôi giới thiệu một chút nữa với các bạn, đây là một cái mẫu xe Mazda 3 sản xuất năm 2020 với màu xanh Gavensai. Hiện nay chúng tôi đang chào bán với cái giá là 600
25 triệu tại cửa hàng chúng tôi. Tôi giới thiệu một chút nữa, đây là một chiếc Ford Everest phiên bản máy dầu, được sản xuất năm 2019. Chiếc xe phiên bản này là phiên bản một cầu. Chiếc xe rất là đẹp, gần như sơn là đến 99% là sơn xịn của xe. Phiên bản này là phiên bản Titanium. Rất mong các bạn sẽ qua cửa hàng để được chiêm ngưỡng chiếc xe này. Chiếc xe này hiện nay mới đang chào bán là 1 tỷ 050 triệu. Tại cửa hàng chúng tôi cũng có thể là thương lượng một chút ít. Xin giới thiệu các bạn đi một vòng để xem cái phần này. Phần đuôi xe tôi giới thiệu hết là cái xe Ford Everest này. Các bạn nhìn, đây là một cái đuôi xe phiên bản máy dầu. Cái thiết kế mẫu này đặc biệt là sử dụng cho các bạn đi đường dài này, và chúng ta có thể là đi những cái đường khó đi này, và chúng ta lại tính tiết kiệm kinh tế nữa, thì chiếc xe này cũng chỉ là máy dầu và chạy cũng chỉ có 6 lít đến 6 lít rưỡi 100 km. Xin trân trọng các bạn. Đây tôi giới thiệu một chút nữa về phần nội thất của xe. Đây là cái phần nội thất của xe, các bạn xem là phần phía sau. Quay vào đây một chút. Đấy, phần ghế da là màu đen. Ghế da vẫn còn rất mới. Đây là phần nội thất của chiếc xe. Bạn hãy quay vào đây. Chiếc xe này được thiết kế với cái vô lăng, rất nhiều các cái núm tích hợp ở trên vô lăng. Và có một cái màn hình, đây là đã có định vị GPS dẫn đường. Và một chiếc cần số, các bạn nhìn đây, cần số trông rất thể cao, trông rất là đẹp luôn. Đấy, xin giới thiệu với các bạn qua, các bạn có thể nắm bắt được về chiếc xe Ford Everest này. Xin trân trọng mời các bạn có thể qua tiếp tục xem cho tôi một cái mẫu xe tiếp theo. Đấy là một chiếc xe Prado. Thật là nồi đồng cối đá, phiên bản tuy hơi cũ một chút, nhưng chiếc xe này là cái thương hiệu gắn với tôi rất nhiều năm nay và rất nhiều cái kỷ niệm của tôi, và hiện nay vẫn đang chính chủ là tên của tôi luôn. Chiếc xe này tôi đi cực bền bỉ và đi đường dài thì thật là êm du, tạo cho sức khỏe rất là thoải mái về chiếc xe này. Tôi đã sử dụng rồi, tôi khẳng định luôn với các bạn là tuyệt vời. Và xe cam kết không một cái lỗi gì, không có đâm đụng ngập nước hay tháo máy gì nhá. Tôi cam kết với các bạn, tuy đã là sử dụng rồi, dài năm rồi. Chiếc xe này được sản xuất năm 2008 và được đăng ký lần đầu là năm 2009. Các bạn hãy nhìn qua tổng thể của chiếc xe, tôi đảm bảo cho các bạn về phần sơn tôi cũng giữ gìn luôn. Chiếc xe đây, nhìn các bạn nhìn, vỏ vẫn còn căng mọng luôn. Các bạn nhìn qua cái tổng thể của chiếc xe này. Đấy, phần đầu phần đuôi. Chiếc xe này đã là tên của tôi rồi. Hiện nay tôi đã, trước đây tôi sử dụng ở trong một cái công việc của tôi. Bây giờ tôi không có nhu cầu về cái công việc của tôi, đã xong rồi. Và tôi đã đem ta để chào bán cho các bạn. Có thể quay về đây, trong cái phần nội thất đấy là phần màu ghế da màu xám. Đấy, phiên bản này là phiên bản 7 chỗ. Đây, giới thiệu các bạn đây. Tôi ngày đó tôi đã từng ngồi ở cái vô lăng này lái rất nhiều. Các bạn nhìn đây, tôi trông vô lăng được bật và được bọc với cái viền gỗ, và xung quanh các cái nẹp của cánh cửa và nẹp tác đô đều được vân gỗ, trông rất là đẹp. Đặc biệt nữa là tôi giới thiệu các bạn đến cái đời này, nếu như các cái xe nào mà sử dụng nhiều quá rồi nhá, và được hay để dầm mưa dãi nắng là rất dễ cái phần táp lô này nó đã bị nhũn ra và phải bọc lại ra rồi. Nhưng đây tôi khẳng định, đây của tôi vẫn còn zin luôn, vì xe của tôi chỉ có thường để ở tầng hầm. Nên các bạn nhìn đây, cái này của tôi vẫn còn cứng, nó không bị mềm nhũn ra và vẫn còn zin luôn, chưa bị bọc lại, trông rất là đẹp. Tôi giới thiệu với các bạn chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán ở tại cửa hàng của tôi là với cái giá là 580 triệu. Rất mong muốn cho các bạn là có thể quan tâm đến chiếc xe này của tôi. Và đã có nhiều năm tôi đã sử dụng rồi, thật là bền bỉ và nồi đồng cối đá. Các bạn có nhu cầu đi đường xa hoặc đi đường trường thì các bạn, hoặc là đi đường khó đi, nó là phiên bản 2 cầu, nên là các bạn hãy quan tâm đến chiếc xe này của tôi. Giá nó chỉ như một cái xe Vios. Xin trân trọng mời các bạn có thể qua xem. Và tiếp theo tôi sẽ giới thiệu tiếp tục, đây là một mẫu xe BMW phiên bản sedan, và model của nó là 2018, được lăn bánh là 2019, phiên bản là 320i.
Trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn, đấy là phần đầu xe các bạn nhìn thấy chiếc BMW với thương hiệu đèn bi. Trông các bạn nhìn thấy trông rất là đẹp và rất thể thao. Các bạn nhìn, các anh nhìn thấy không? Đây là một cái đầu của xe này, cái mặt tản nhiệt, mặt ga lăng, trông các bạn nhìn thấy thiết kế trông rất là đẹp và hài hòa với cái thương hiệu BMW nổi tiếng trên thế giới. Tiếp theo giới thiệu các bạn về phần xung quanh xe. Chiếc gương cũng là gương chống chói và được xi nhan trên gương. Xung quanh kính, cái cửa kính được nẹp viền inox. Vì những các xe dòng sang là thường thấy, chúng ta nhìn thấy có cái nẹp inox này. Chúng ta nhìn thấy đây là một phần đuôi xe của xe thật là trang nhã và hài hòa. So với cái đầu xe thì cái thiết kế này tôi thấy trông rất là ưng, trông rất là nhẹ nhàng và phong cách. Xin giới thiệu với các bạn tiếp. Đây là phần nội thất của chiếc xe. Chiếc nội thất này chúng ta đã nhìn thấy ngay với cái phiên bản mà người ta đã sử dụng như này, rất là giữ gìn luôn, với cái ghế da rất ít người, đã gần như là không có người ngồi luôn, chỉ có ngồi ghế lái thôi. Bạn nhìn đấy, ghế phẳng lưu. Và chiếc xe này đây đấy đã có cái rèm chắn nắng của hai cửa bên và rèm chắn nắng cửa sau là tự động. Tiếp theo nữa là về phần phía trước. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Một cái vô lăng đã nhìn thấy là cái nó đã thiết kế theo cái kiểu trông rất là ôm. Và cái đường đi chúng ta ấy, chiếc BMW phải nói về tay lái nó rất là chặt, đi thích lắm. Tôi đã đi thử rồi. Các bạn nhìn qua, tôi cũng giới thiệu qua một chút, đó là gồm có màn hình với cái cần số và điều hòa, và có các cái hệ thống đèn tự động và gạt nước mưa cũng là tự động. Chúng ta và nhớ ghế nữa, vị trí ghế điện. Chiếc xe này tôi xin giới thiệu với các bạn, hiện nay đang chào bán ở tại cửa hàng Salon ô tô Hà Nội 1 số 1B với cái giá bán 1 tỷ 220 triệu. Trân trọng mời các bạn có thể qua đây để được xem chiếc xe trên. Còn tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn là đây là một cái mẫu xe Mercedes GLC 300. Bạn xem luôn. Đấy, chúng ta nhìn thấy màu xanh ca bên sai. Các bạn nhìn thấy luôn. Đây một cái mẫu xe, cho các bạn nhìn thấy phiên bản này là phiên bản đã được nâng lên của chiếc Mercedes GLK. Và đã lên từ năm 2016 là đã chuyển sang cái form của GLC 300 này rồi. Các bạn nhìn thấy nhá, tổng thể đây là một chiếc mẫu xe SUV. Các bạn nhìn trông rất là hài hòa và đẹp. Tôi giới thiệu luôn với các bạn phần nội thất phía sau, và sau đó là tôi sẽ giới thiệu lên các phần phía trước và đầu xe. Phía trong được thiết kế với cái nội thất da bò và có hệ thống điều hòa hai vùng cho phía trước và phía sau, và có hệ thống loa boom, âm thanh nghe thì tuyệt vời luôn. Đấy là dòng thương hiệu Mercedes GLC 300. Đặc biệt cái phiên bản này của tôi, nó là cái phiên bản đủ rồi. Nó hơn với một cái phiên bản nữa là chúng ta nhìn thấy đây là gì, là nó có hạ nâng hạ gầm nhá các bạn nhá. Và có cam trước và cam sau. Đây là một chiếc vô lăng, các bạn nhìn thấy chưa? Vô lăng ba chấu, có rất nhiều cái tích hợp điều khiển trên vô lăng. Xe trông rất là trang nhã và hài hòa, nhìn rất là đẹp. Về cái phía cửa bên kia, bạn hãy quay vào nhìn thấy đó là gì, có cái điều khiển của ghế và nhớ vị trí ghế, cả bên ghế phụ và hệ thống loa boom. Tiếp theo đây là một cái hệ thống điều, một cái hệ thống điều khiển đèn pha tự động, và có một cái nút đây, đây là cái hệ thống điều khiển vô lăng này, thụ thò lên xuống với cái cần số ở trên vô lăng. Xin giới thiệu với các bạn, và đây là cái nút điều khiển đèn và cần gạt mưa tự động, và đây là cái chế độ chúng ta rảnh chân ga đi đường trường, đường cao tốc, chúng ta có thể bấm vào đây để cho giữ nguyên một đi một cái chế độ tốc độ ở trên đường cao tốc. Các bạn, đây là một cái cửa lái, hệ thống tổng điều khiển của 4 cái cánh cửa và hệ thống điều chỉnh ghế và vị trí nhớ ghế và loa phụ ở cánh cửa. Tiếp theo tôi giới thiệu tiếp ở phần đầu xe. Đây các bạn nhìn thấy chưa, một cái mẫu đầu xe
chúng ta nhìn thấy chưa, rất là trang nhã và hài hòa. Với cái dòng thương hiệu Mac này, chúng ta đã đập vào mắt đầu tiên là nhìn thấy một cái thương hiệu logo sao ba cánh trông rất là tuyệt vời, và cái mặt ca lăng được mạ chrome trông rất là đẹp. Và cái hệ thống đèn này các bạn nhìn đây, với cái hệ thống đèn bi và đèn led trông rất là sáng, nhìn đã đây chưa phải là bật đèn buổi tối mà các bạn nhìn thấy ánh sáng. Riêng Mac này đèn sáng, các bạn quan sát để đi đường dài và buổi tối thì thôi tuyệt vời luôn, đủ ánh sáng. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn là một cái mẫu nữa, là phiên bản cũng là xe SUV và thương hiệu đó là thương hiệu GL450 phiên bản 7 chỗ. Các bạn nhìn đây, phiên bản này tuy nó là đời sâu, được sản xuất năm 2008, nhưng cũng phải giới thiệu với các bạn này, với cái GL450 hiện nay bây giờ thiết kế cũng không có gì là mới nhiều so với này. Tổng thể về hình thành các bạn nhìn thấy vẫn là gần như tương tự, có thể thay đổi một số chi tiết đèn và một số chi tiết nhỏ, nhưng nhìn chung nó vẫn phải giữ là cái gì đấy về thời trang và hiện đại, vẫn giữ đến bây giờ. Các bạn nhìn qua các cái tổng thể của phía đầu xe, và xin giới thiệu với các bạn đi một vòng đây để em ơi. Đây một chiếc thương hiệu, chúng ta đi vào một vòng xe phía cuối xe. Phần cuối xe các bạn nhìn thấy trông rất đẹp. Tôi có thể là nó hơi bị chật về cái quang cảnh, nhưng mà chúng ta nhìn qua là đã thấy rồi. Nhìn thấy cái hệ thống đèn trước sau trông rất là to mà trông rất là đẹp và lịch lãm. Tôi xin giới thiệu đây về cái phần cho đây, phần ghế sau được thiết kế với cái ghế da bò và hệ thống vùng điều hòa 3 vùng độc lập. Và chúng tôi xin giới thiệu đây có một cái hàng dàn của âm thanh được bật nha, màn hình tựa gối cho các bạn đi đường dài có thể giải trí. Còn đây xin giới thiệu với các bạn là phía ghế trước, ghế da bò rất là mới, với vô lăng cần số đã được ở nằm trên vô lăng rồi. Chúng ta xin giới thiệu các bạn, cơ bản chiếc xe này hiện nay đang chào bán ở tại cửa hàng với cái giá là 675 triệu, cũng chỉ tương đương với một cái xe Fortuner đời trung của năm 2016 nha các bạn. Nhưng mà nếu các bạn đi cái xe này thì nó có hai việc tôi phân tích ở đây. Đó là thứ nhất, về các bạn đi đường dài thì đi dòng này thì quá khỏe người và quá là thích luôn. Điều thứ hai nữa là tôi giới thiệu với các bạn nữa là gì, nếu các bạn có thể sử dụng trong cái mục về cái việc phục vụ về trong việc ngoại giao thì tôi thấy cũng phải nói là dòng thương hiệu vẫn là đỉnh, mặc dù chúng ta đầu tư với số tài chính chỉ như một cái xe Fortuner đời trung bình thường thôi. Tôi xin giới thiệu với các bạn một phiên bản nữa, đó là một chiếc Mac E300 sản xuất cuối năm 2012, mà đây là một cái phiên bản chót luôn. Phải nói là hàng thì cực đẹp và rất là mới. Tôi khẳng định luôn các bạn là tôi cam kết với các bạn chiếc xe này nó mới zin, hiện nay mới chỉ có đi 9 vạn km. Cam kết với các bạn bao test toàn quốc. Chiếc xe này cực mới luôn các bạn nhìn đây, đây là một cái hệ thống logo của Mac và một cái logo mạ chrome sáng loáng, với hệ thống đèn pha, đèn liếc, khi chúng ta đánh cua vào góc lái thì đèn sẽ liếc theo để chúng ta nhìn thấy cái tầm nhìn. Đặc biệt là cái dòng xe phiên bản chót này là cái mẫu la răng 6 cánh kép. Các bạn nhìn thấy đấy, nó khác hẳn luôn, với cái hệ thống đèn xi nhan gương và gương chống chói. Tôi xin giới thiệu các bạn một chút. Đây là quay luôn vào phần trong nội thất. Đây, phải nhìn thấy luôn, các bạn nhìn thấy tận mắt luôn, cực mới. Tôi khẳng định chiếc xe này cực mới luôn. Ghế da đây căng đét luôn. Với phiên bản này là đã là bản AMG vô lăng 3 chấu, có tích hợp trên vô lăng và có cần số thể thao
cần số thể thao ở trên vô lăng và cần số gạt cũng trên vô lăng luôn. Chiếc xe này trông rất là đẹp, hai vùng điều hòa độc lập và màn hình. Màn hình này là được có cam trước và cam sau để tiện cho chúng ta quan sát. Và đặc biệt nữa là chiếc xe này đã là có nhớ ghế, cả hai ghế, ghế chính lái và ghế phụ đều nhớ ghế 3 vị trí. Tôi xin giới thiệu với các bạn ở phía sau của nội thất nữa. Đây là một chiếc ghế ra phía sau. Đặc biệt luôn nha các bạn nha, ghế cực mới luôn. Phía trên nữa đây là có quan sát. Các bạn quan sát phía trên đây là tựa ghế là có hai màn hình để chúng ta giải trí. Chúng ta quay lên phía trần đây, nhìn đấy, đây là một cái chế trần toàn cảnh luôn. Cửa sổ nóc to, toàn cảnh Roma rất là đẹp luôn. Quay về phía sau đây, chúng ta nhìn thấy là phía sau là có rèm chắn nắng tự động và rèm cánh cửa ở đây, chắn nắng. Đấy. Chiếc xe này hiện nay chúng tôi đang chào bán tại cửa hàng với cái giá là 840 triệu. Có thể là cũng có một chút mặc cả với các bạn, nên là trân trọng các bạn có thể là qua cửa hàng chúng tôi để được giới thiệu với các cái dòng xe tôi giới thiệu, các dòng xe, và có thể là chúng ta được đi thử và chiêm ngưỡng. Điều đầu tiên tôi rất trân trọng, mong muốn các bạn và quý khán giả, quý khách để đã quan tâm cái clip video này, tôi mong muốn các bạn đã quan tâm những các cái dòng xe của tôi giới thiệu. Tôi chỉ muốn các bạn qua đây để được ngắm chiếc xe này và được đi thử và để cảm nhận chiếc xe trên như thế nào. Nếu chúng ta ưng, chúng ta có thể yêu quý đón những cái chiếc xe đẹp này để về làm những cái người bạn thân của mình trong gia đình, để chúng ta có được những cái chuyến cùng gia đình để được đi chơi, đi nghỉ và đi phục vụ trong công việc. Một lần nữa tôi xin trân trọng với các bạn là Salon ô tô Hà Nội 1, chúng tôi được cam kết với những cái chiếc xe tôi đã giới thiệu trên là không có đâm đụng, không có ngập nước, không có tháo máy. Đấy là cam kết 100%, nếu sai tôi chịu trách nhiệm phạt lại hợp đồng. Trong hợp đồng chúng tôi đã có nội dung đã ký. Tôi xin trân trọng mời các bạn qua cửa hàng chúng tôi, địa chỉ là số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin trân trọng, chào các bạn.